Mến chào các bạn khán thính giả, mình là Thu Hà, giáo viên trường Wellspring Sài Gòn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Wellspring Voice của trường mình nhé. Các bạn mến, chắc hẳn các bạn đã từng đi đến nhiều nước trên thế giới. Và mỗi một đất nước các bạn đặt chân đến, ắt hẳn cũng đã để lại ít nhiều trong bạn những dấu ấn khó phai. Riêng mình rất thích Ý. Đất nước này không chỉ được nhắc đến với các quý ông, chàng trai lịch lãm, mà còn được biết đến với rất nhiều phong cảnh đẹp nữa. Mặc dù chưa từng đặt chân đến Ý lần nào, nhưng những câu chuyện về đất nước này luôn làm mình cảm thấy ấn tượng. Hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn một trong số những câu chuyện thú vị ấy. Nội dung truyện được trích từ quyển sách Đất nước Ý, những điều kỳ thú của nhà xuất bản Thanh Niên. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chúng tôi vào một quán cà phê, thấy có hai vị khách đến quầy gọi: 5 cà phê, 2 cho chúng tôi và 3 treo. Họ trả tiền cho cả 5 cốc, nhưng chỉ thấy người ta mang ra 2 cốc. Tôi hỏi người phục vụ, cà phê treo là gì? Anh ta nói, tôi hãy chờ một chút sẽ rõ. Sau đó, khách đến uống cà phê khá đông. Hai cô gái đặt cà phê và trả tiền bình thường. Ba chàng trai khác trả tiền 7 cốc cà phê, nhưng họ chỉ dùng có 3 cốc. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì có một người dáng vẻ nghèo khổ bước vào tiệm. Ông ta rụt rè, bước đến quầy và hỏi, có cà phê treo cho ông không? Người phục vụ mỉm cười thân thiện, gật đầu và pha cho ông lão một cốc cà phê thơm ngon như những cốc cà phê dành cho các vị khách khác. Thì ra, người ta trả tiền trước cho những suất ăn hoặc những cốc cà phê treo cho những người nghèo khó không có tiền mua. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và nghèo đói gia tăng ở các nước châu Âu vào đầu thế kỷ 20, tại thành phố Naples của Ý đã hình thành một truyền thống tốt đẹp cho đến ngày nay, được gọi là Café Sorpresso, có nghĩa là cà phê treo. Ở đó, khách hàng có thể trả tiền trước để mời một người xa lạ, thường sẽ không đủ tiền để mua một tách cà phê. Đó là một truyền thống chứa đựng sự khiêm nhường tử tế. Những vị khách khi đến mô hình quán cà phê này không chỉ trả một mà cho 2 cốc hoặc nhiều hơn, như một lời mời đến những người kém may mắn hơn, để họ cũng có thể thưởng thức được những hương vị thơm ngon từ cà phê mang lại. Hương vị từ cốc cà phê miễn phí không chỉ kích thích các giác quan của người uống, mà còn là hương vị của tình yêu thương. Đến cuối ngày, người ta sẽ tổng kết lại số lượng cà phê treo chưa có người dùng và để dành nó cho những ngày tiếp theo. Có quán, người ta còn dùng số lượng cà phê treo còn lại của mỗi tháng để mang đến trao tận tay những người vô gia cư. Mô hình cà phê nhân văn này đã sớm lan tỏa đến nhiều quốc gia khác trên thế giới như Anh, Ireland, Hungary, đến Úc và Canada. Ở Pháp, một số quán còn dán cả logo để thể hiện cho mô hình này. Các bạn mến, mô hình cà phê treo là một cách thanh lịch để thể hiện sự hào phóng, một hành động từ thiện
mà trong đó người cho và người nhận không bao giờ gặp nhau. Mình hy vọng ở Việt Nam một ngày nào đó cũng sẽ nhân rộng được mô hình cà phê nhân văn này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của mình. Chúc các bạn sẽ luôn hạnh phúc đủ đầy và hãy mua cà phê treo khi có thể các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like cho câu chuyện của mình nha. Tạm biệt các bạn.